Thực ra thì cái công việc hàng ngày của mình với cái đối tượng bệnh nhân thì là của khoa nội tổng hợp, nên là tất cả các cái bệnh nhân về nội khoa. Thì bệnh nhân thì đến điều trị, khám bệnh cũng như điều trị ở bệnh viện thì đa phần là có bảo hiểm y tế. Thì các bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì đến viện khám thì cũng có rất là nhiều cái thuận lợi. Thế còn những cái bệnh nhân mà không có bảo hiểm y tế mà đến đây khám chữa bệnh thì họ phải tự túc trả hết mọi chi phí. Đấy, cái đối tượng như thế thì đến viện thì cũng vất vả. Nên là cái bệnh nội khoa của chị thì ở đây thì một cái chi phí là trung bình là nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu đến 3 triệu cho một bệnh nhân. Tuyến như là ở bệnh viện mình là hạng 3 ấy, thì cũng là đỡ được đáng kể, mà còn đối với bệnh nặng mà lên tuyến trên nữa, mà với cả cái bệnh nặng mà những cái chi phí lớn, những bệnh khó nữa thì bảo hiểm đã rất là có giá trị.